Rạng sáng 12 tháng 9, tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai Nội Bài thuộc địa phận Hà Nội, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở 50 tấn bánh kẹo đồ chơi không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa toàn bộ số hàng hóa nêu trên về một kho hàng trên đường Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng để kiểm tra, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan. Kết quả kiểm tra ban đầu, hàng hóa trên xe tải là các loại bánh kẹo được in hình màu sắc sặc sỡ và các loại đồ chơi có dạng gắn pin phát sáng. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhãn mác thể hiện chữ Thái Lan. Qua tìm hiểu, đường dây buôn bán vận chuyển hàng lậu trên bị C05 đưa vào tầm ngắm từ nhiều tháng nay. Tại thời điểm kiểm tra thì đoàn kiểm tra cũng phát hiện hơn 50 tấn hàng hóa là bánh kẹo và các mặt hàng là đồ chơi. Chưa có hóa đơn, tại thời điểm kiểm tra thì không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc chất lượng hàng hóa. Cũng đảm bảo nên là đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. Hàng hóa này thì thường dùng cho trẻ con, các trẻ em trường học bán được và hay là để theo cảm quan ban đầu thì các cái chất lượng hàng hóa này thì nó không đảm bảo như không. Các loại hàng hóa nêu trên được nhập vào Việt Nam thông qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn. Đến sáng nay, các đối tượng đã vận chuyển một lượng hàng lớn về Hà Nội để tiêu thụ đúng dịp Tết Trung Thu, nhưng bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.